ngày 20 tháng 3, thứ tư tuần năm mùa chay. Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Ngài rằng: nếu các ngươi cứ ở trong lời ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi. Họ thừa lại người: chúng tôi là con cháu Abraham, chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói các ngươi sẽ được tự do? Chúa Giêsu trả lời rằng: quả thật, ta bảo các ngươi, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà, người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết ta, vì lời ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: cha chúng tôi chính là Abraham. Chúa Giêsu nói: nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham. Nhưng các ngươi đang tìm giết ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà ta nghe từ Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm. Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi. Họ lại nói: chúng tôi không phải là những đứa con hoang, chúng tôi chỉ có một cha là Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: nếu Thiên Chúa là cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến ta, vì ta từ Thiên Chúa mà đến, vì ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai ta đến. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Được tự do nhờ sống lời Chúa. Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho người Do Thái biết, vì họ tự hào là con cháu của Abraham, nên họ không nhận ra con Thiên Chúa và ơn cứu rỗi. Họ không chấp nhận Chúa Con, nên họ vẫn còn sống trong nô lệ. Bởi thế, người nói: nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do. Vâng, Thiên Chúa dựng nên con người, và người ban cho con người sự tự do quý giá. Sự tự do thuộc về Thiên Chúa. Thế nhưng, nghe lời ma quỷ, con người đã lạm dụng sự tự do Chúa ban, bất tuân Thiên Chúa và bằng lòng làm nô lệ cho ma quỷ. Ma quỷ khống chế con người đến nỗi con người răm rắp tuân hành theo lệnh của nó mà không hề hay biết. Trong lúc uống trà với các bạn, ông Tư hay nói linh tinh: cần phải thức tỉnh và cảnh giác luôn các ông ạ. Phải kiểm soát chính mình cho bằng được, để chính xác nhận ra tôi nói hay quỷ nói, tôi đang muốn hay quỷ muốn, tôi đang làm hay quỷ đang dùng tay tôi mà làm. Vâng, nếu không kiểm soát được mình, thì hãy coi chừng. Tôi tưởng tôi đang nói những lời hay, mà thực ra quỷ đang bày tôi đánh bóng tên tuổi mình. Tôi tưởng tôi có ước muốn tốt lành, ai dè ấy là ước muốn ẩn tàng lòng kiêu căng tồi tệ. Tôi tưởng tôi làm việc thiện, ai dè quỷ xúi tôi mua danh. Hóa ra tôi đã mất tự do vì lòng kiêu căng vốn dĩ là con đẻ của ma quỷ, vẫn còn sống trong tôi như một loại virus cực độc. Lời Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi cảnh sống trong nô lệ tội lỗi và những ước muốn hư hèn do cái tôi kiêu căng của mình. Lạy Chúa,
xin giúp các gia đình quyết tâm từ bỏ cái tôi kiêu căng của mình, luôn yêu mến Chúa, sống lời Chúa và tìm thực hành thánh ý Chúa, để họ thực sự tự do sống trong Chúa, cùng nhau xây dựng một gia đình hoàn toàn thuộc về Chúa. Amen. Lạy Thánh Giuse là đấng an ủi kẻ mắc gian nan, xin an ủi gia đình chúng con, để chúng con luôn vững tin vào lời quyền năng và lòng xót thương của Chúa. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa quyền năng, tại sao người không lấy quyền năng của mình mà hóa giải những cực hình đau đớn thành an nhàn, khỏe khoắn? Tại sao người không lấy quyền năng của mình mà hóa giải sự chết thành trường sinh bất tử cho an vui? Tại sao người không lấy quyền năng của mình mà trừng phạt loài người phản bội? Hóa ra chỉ vì yêu mà Chúa con đành cất đi cái quyền năng có thể, để chỉ còn có thể là đau thôi, để chỉ còn có thể là chết thôi, để chỉ còn có thể là vâng lời Cha cho đến chết thôi, và chết trên thập giá thôi. Ôi Chúa Giêsu, người vâng ý Cha trên trời, chịu muôn đớn đau, chịu chết đi vì yêu nhân thế. Ôi Chúa Giêsu, một tình yêu ứa tràn máu lệ, xin cho lòng con yêu như Chúa đã chết vì yêu. Amen. Hơn được chỉ có thể là chết thôi, không thể làm gì hơn nữa. Chỉ có thể là yêu thôi, không thể nào mãi chấp tội. Chỉ có thể là như thế thôi, là thương xót con người. Chúa Giêsu, người vâng ý Cha trên trời, chịu bao đớn đau, chịu chết đi vì yêu nhân thế. Ôi Chúa Giêsu, một tình yêu ngỡ tràn máu lệ, xin cho lòng con yêu như Chúa đã chết vì yêu. Chỉ có thể là xin vâng, không làm sao bớt tuân đường. Chỉ có thể là hiến dâng, cho thỏa lòng Cha thương xót. Chỉ có thể là hy sinh, không thể nào giữ riêng mình. Chỉ có thể là như thế thôi, là cứu rỗi con người. Ôi Chúa Giêsu, người vâng ý Cha trên trời, chịu bao đớn đau, chịu chết đi vì yêu nhân thế. Ôi Chúa Giêsu, một tình yêu ngỡ tràn máu lệ, xin cho lòng con yêu như Chúa đã chết vì yêu.
hề là tiêu tan, không làm sao giữ nguyên vẹn. Chỉ có thể là hiến thân cho người người được vui sống. Chỉ có thể là trao ban, không thể nào sống yên hàn. Chỉ có thể là như thế thôi, là cứu rỗi con người. Ôi Chúa Giêsu, Người vâng ý Cha trên trời, chịu bao đớn đau, chịu chết đi vì yêu nhân thế. Ôi Chúa Giêsu, một tình yêu ưa tràn máu lệ, xin cho lòng con yêu như Chúa đã chết vì yêu. Ôi Chúa Giêsu, Người vâng ý Cha trên trời, chịu bao đớn đau, chịu chết đi vì yêu nhân thế. Ôi Chúa Giêsu, một tình yêu ưa tràn máu lệ, xin cho lòng con yêu như Chúa đã chết vì yêu. Ôi Chúa Giêsu, một tình yêu ưa tràn máu lệ, xin cho lòng con yêu như Chúa đã chết vì yêu. Thank you.